phát triển của công ty đều gắn với những giai đoạn lịch sử của dân tộc. Những ngày đầu đang trên đà phát triển thì cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ nổ ra. Giai đoạn 1966-1975 là 10 năm gian khổ ác liệt nhất. Nhà máy đương đầu với hàng loạt khó khăn, thách thức. Công nhân vừa phải sản xuất, vừa phải chiến đấu dưới làn bom đạn. Cả nhà máy như một mặt trận thu nhỏ, trong đó việc tập trung sản xuất để chi viện cho chiến trường miền Nam thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Dưới sự bắn phá điên cuồng của giặc Mỹ, cán bộ, công nhân nhà máy vẫn bám trụ kiên cường, vững vàng trong khói lửa chiến tranh. Anh nhớ về năm nhà máy của chúng tôi, bóng tháp của trời bên bờ sông Thao. Anh nhớ về thăm nhà máy của chúng tôi, đây là pháo đài đánh giặc kiên cường. Lân Thao ơi, nhà máy thân yêu ơi, mỗi một công nhân là mỗi một người dân quân. Lân Thao ơi, nhà máy thân yêu ơi, hãy đua tay súng sẵn sàng, ta sẵn sàng. Tặng anh chị công nhân, đây là những người pháo thủ anh hùng. Lân Thao ơi, nhà máy thân yêu ơi, mỗi một công nhân là mỗi một người dân quân. Lân Thao ơi, nhà máy thân yêu ơi, tay búa tay súng sẵn sàng, ta sẵn sàng. Tay búa tay súng sẵn sàng, ta sẵn sàng. Tay búa tay súng sẵn sàng, ta